Chào tất cả các bạn đang đến với chương trình tìm hiểu các trường Canada nằm trong danh sách các trường được cấp visa ưu tiên. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trường Saskatchewan Polytechnic. Thì trường là đơn vị chuyên cung ứng cái nguồn lao động tay nghề cao nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế phát triển thông qua các chương trình giảng dạy và nghiên cứu. Trường mang đến cho sinh viên cơ hội học tập giàu tính giá trị thực tiễn và ứng dụng, trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng đáp ứng được nhu cầu tuyển dụng kinh tế hiện nay. Với tư cách là trưởng khoa của trường, cung cấp các chương trình học thuật một cách toàn diện như là chương trình chứng chỉ nghề, bằng cao đẳng và bằng cử nhân. Ngoài ra còn có nhiều chương trình của nhà trường có mối liên kết chặt chẽ với các trường đại học trên toàn nước Canada, giúp sinh viên tốt nghiệp với chương trình bằng cao đẳng 2 năm sẽ được chuyển tiếp để hoàn thiện chương trình cử nhân 4 năm. Về chương trình nổi bật của trường thì còn có như là kinh tế, công nghệ kỹ thuật, khách sạn và du lịch, khoa học sức khỏe, công nghệ thông tin. Các bạn hãy liên lạc với công ty chúng tôi theo địa chỉ là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để tìm hiểu thêm về các kỳ nhập học, kỳ khai giảng của trường thì như thế nào. Còn về chương trình du học Canada Visa ưu tiên với tên gọi tiếng Anh là Canada Express Study, rồi viết tắt là CES, thì vào cuối tháng 2/2016 chương trình này đã được công bố. Chương trình visa ưu tiên này là do Tổng lãnh sự quán Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, Đại sứ quán Canada tại thành phố Hà Nội và cơ quan di trú tị nạn và quốc tịch Canada phối hợp cùng hiệp hội các trường cao đẳng và học viện Canada thực hiện. Chương trình này sẽ kéo dài trong vòng 18 tháng nên các bạn học sinh có ý định du học Canada thì hãy nhanh chân đăng ký chương trình. Sinh viên muốn xin thị thực du học thông qua chương trình CS phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây: được nhận vào một khóa học toàn thời gian của một trường tham gia chương trình thuộc thành viên của hiệp hội các trường Canada, bằng chứng đã chi trả học phí trong vòng 1 năm, đạt tối thiểu IELTS 5.0 trong đó không có kỹ năng nào dưới 4.5, mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo từ ngân hàng Scotiabank với trị giá là 10.000 đô la Canada để chi trả học phí cũng như sinh hoạt phí trong năm đầu tiên, nộp hồ sơ thị thực 60 ngày trước cái ngày nhập học cũng như là cần phải tiến hành khám sức khỏe tối thiểu 1 tuần trước ngày nộp hồ sơ. Để nhận thêm về thông tin của chương trình cũng như được hỗ trợ về hồ sơ một cách tốt nhất thì hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 38484879 để được các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.